Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy dân đang trông đợi và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: Phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Rồi đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, thơ ca Việt Nam chúng ta thường nghe: Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Câu thơ đó cho chúng ta thấy khi nói về tình yêu thì có một sức mạnh mà dù cho núi cao hay là sông sâu, hay là có khó khăn mấy đi chăng nữa, vẫn không thể nào ngăn cản được tình yêu của họ. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa diễn tả cho chúng ta thấy một tình yêu sâu thẳm của một vị Thiên Chúa. Ngài chút bỏ hoàn toàn để xuống thế làm người như chúng ta. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ngày hôm nay Chúa Giêsu đi vào trong cái dòng người tội lỗi, đến cùng ông Gioan để xin ông làm phép rửa sám hối. Vì sao mà họ lại ồ ạt kéo về với ông Gioan như vậy? Thưa là bởi vì họ vẫn trăn trở trông mong ngày mà đấng Mêsia sẽ đến. Và họ cứ tưởng rằng ông Gioan là đấng Mêsia. Và tất cả những lời giảng dạy của ông mời gọi người ta phải ăn năn thống hối, quay trở về. Họ đã đến với ông, đến với một tâm trạng tội lỗi, đến với một tấm lòng mà nơi đó họ đang đau đớn vì những tội mình đã phạm. Và họ muốn tìm một cái cách nào đó để làm sao có thể rửa được tất cả những cái tội mà mình đã phạm đó, để thay đổi cái con người của mình. Cho nên họ đến với ông Gioan để xin nhận phép rửa sám hối đấy. Nhưng chúng ta thấy Gioan đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng: Tôi không phải là đấng Mêsia, nhưng mà có một đấng sau tôi. Tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài. Lời nói của Gioan hết sức khiêm tốn, mặc dù lúc đó ông có một vị trí rất quan trọng đối với mọi người. Nhưng ông lại nói rằng mình chẳng xứng đáng để mà cởi quai dép cho cái đấng Mêsia mà sắp đến. Tôi rửa cho anh em bằng nước, nhưng còn Ngài, Ngài sẽ rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Ông nói một cách xác quyết như vậy để cho biết rằng ông không phải là đấng Mêsia, ông chỉ là người loan báo về đấng ấy mà thôi. Vì thế mà việc Chúa Giêsu đi cùng với đoàn người tội lỗi đó đến dòng sông Giô-đan,
để cho chúng ta thấy một tình yêu của một vị Thiên Chúa muốn hòa mình vào trong đoàn người tội lỗi đó. Vì sao Chúa Giêsu lại phải làm cái việc này trong khi Ngài không hề mắc tội? Chúa đã đến với chúng ta, Chúa đã làm người như chúng ta, giờ đây Chúa còn đồng hành với những con người đang tội lỗi ấy. Bởi vì Chúa muốn cảm nhận được cái nỗi đau đớn nhục nhã, cay đắng của một người mắc tội là như thế nào. Cái nỗi đau đớn của một người sám hối khi họ quay trở về với Thiên Chúa. Cái nỗi đau đớn đó chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn nếm trải nó khi Ngài hòa mình vào nơi đoàn người đó, khi Ngài xuống dòng sông Giô-đan đó để cùng chịu một phép rửa sám hối như bao người tội nhân. Và cái tình yêu đó là cái tình yêu tuyệt vời nhất, bởi vì Ngài đã hạ mình xuống như một tội nhân để làm cho tất cả mọi người giờ đây với phép rửa của ông Gioan thì họ chỉ được thay đổi tâm hồn, được sám hối thôi. Nhưng với Chúa Giêsu thì giờ đây Ngài mở ra một khung trời mới, mà nơi đó phép rửa Ngài sẽ biến đổi họ trong Thánh Thần và trong lửa, để biến đổi họ không chỉ là sám hối không thôi, mà còn tha thứ hết tất cả tội lỗi và phục hồi họ để họ trở thành con cái của Thiên Chúa. Cho nên khi nói về tình yêu, chúng ta thấy tình yêu tuyệt vời nhất đó là tình yêu làm sao chúng ta cảm nhận được người mình yêu đang đau đớn như thế nào, đang suy nghĩ như thế nào, để làm sao tìm đủ mọi cách để làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Chúa Giêsu đã đi cái con đường này, và Ngài đã dùng chính cái cảm nhận của mình để nếm trải cái đau thương đó. Nhưng đây chỉ là phép rửa để mở ra cho chúng ta một phép rửa khác, mà Chúa Giêsu đã từng nói: Thầy còn phải chịu một phép rửa nữa, đó là biến cố Chúa Giêsu chết trên thập giá. Biến cố đó Chúa Giêsu lại một lần nữa, Ngài không có tội nhưng lại phải chấp nhận cái chết nhục nhã trên thập giá, cũng chỉ vì tình yêu nhân loại, cũng chỉ vì tội lỗi của nhân loại. Ngài chấp nhận cái chết trên thập giá cũng chỉ để nếm trải được cái nỗi đau đớn cay đắng nhục nhã của một phận người là như thế nào. Khi bị người ta vu khống, khi bị người ta đánh đập, khi bị người ta giết chết trên thập giá. Và tất cả những gì Chúa Giêsu làm chỉ vì yêu mà thôi. Cho nên chúng ta thấy khi Chúa Giêsu vừa lãnh nhận phép rửa xong thì có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Cha hài lòng về con nghĩa là Chúa Giêsu luôn luôn làm cho Chúa Cha hài lòng. Ngài luôn vâng lời Chúa Cha một cách tuyệt đối. Mỗi người chúng ta cũng vậy, khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng là con của Chúa. Nhưng chúng ta có làm hài lòng Chúa Cha hay không? Chúng ta có sống làm đẹp lòng Chúa hay không? Trong chính những biến cố nghịch cảnh của cuộc đời chúng ta, những biến cố đó Chúa Giêsu đã trải qua hết rồi. Ngài đã nếm trải được đau đớn là như thế nào, nhục nhã là như thế nào, cay đắng là như thế nào, bị phản bội là như thế nào. Nhưng trong tất cả những biến cố đó, Chúa Giêsu luôn luôn làm đẹp lòng Cha.
xin vâng theo thánh ý cha, xin đừng theo ý con. Chính vì thế qua ngày lễ hôm nay, mời gọi chúng ta nhớ lại bí tích thanh tẩy của mỗi người chúng ta để trở thành con cái Chúa. Với bí tích đó, chúng ta đã sống thế nào? Có làm đẹp lòng Chúa qua từng biến cố trong cuộc đời của mình hay không? Hay là khi đối diện với những biến cố khó khăn trong cuộc sống, chúng ta bắt đầu thất vọng, bắt đầu chán nản, bắt đầu không còn tin vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa nữa? Xin cho chúng ta ý thức tâm tình đó để ngày mỗi ngày sống xứng đáng với ơn gọi là con của Thiên Chúa, để chúng ta luôn biết làm đẹp lòng Cha trên trời, để làm sao luôn là tình yêu và là dấu chứng của Chúa cho mọi người mà chúng ta gặp gỡ hôm nay. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.